Xin chào các bạn nhé, hôm nay chúng ta cùng khám phá một trợ lý cũng rất đặc biệt ở trong Aiva, đó là trợ lý số học. Thì để tìm trợ lý này chúng ta chỉ cần gõ chữ số học sẽ ra trợ lý mang tên là Numero, chuyên gia luận số học. Thì khi đó thì anh chị chỉ cần đưa một số chỉ số vào đây, giả sử tôi sẽ đưa một cái chỉ số vào đây là có một bạn này Dương Diêm Thị Thu Nguyên. Và bạn này có ngày tháng năm sinh là 29 tháng 9 năm 2000. Đó. Thì tại đây có hai trường dữ liệu là ngày tháng năm sinh và họ và tên đầy đủ, thì các bạn nhập đầy đủ đây. Sau đó các bạn chọn cái giọng điệu là thuyết phục chẳng hạn. Đó. Sau đó thì chọn trợ lý phù hợp, sau đó gửi đi. Thì chỉ trong một thời gian rất là ngắn thì anh chị sẽ có một cái bản báo cáo tóm tắt đầy đủ ở cái dạng số học Pythagore về cái trường hợp của bạn này. Và từ đó thì AI sẽ giúp các bạn phân tích và thấu hiểu bất kỳ ai, thấu hiểu nhân sự, đúng không ạ? Thấu hiểu đối tác khách hàng của mình thông qua cái bộ số này, thông qua họ tên của bộ số. Đây là một cái cơ sở khoa học cũng như là nhiều cái căn cứ mà hiện nay đang được rất là nhiều bên sử dụng. Thì đây cũng là một cái nguồn để các bạn tham khảo nhé, khi mà chúng ta làm việc chúng ta thấu hiểu nhân sự của chúng ta hơn. À, chị thấy tuyệt vời không ạ? Tích rất là chi tiết đúng không ạ? Được không anh chị? Đấy. Tích tình chỉ số 1. Và kính chúc anh chị sẽ sử dụng AI thành công. Chào, hẹn gặp lại.